Cực ngầu quá bạn ơi, con diều không có đuôi nha. Lên luôn con. Đừng có bị chúi đầu nữa lên. Bây giờ mình làm mấy con diều có đuôi đuôi dái rồi đuôi cá này kia các bạn, thì mình cảm thấy chán với mấy cái đuôi diều rồi. Bữa nay mình quyết định là làm diều không đuôi nha các bạn. Thì con diều này nói chung là nó không phải dễ bay đâu nha. Đây cũng là lần đầu tiên mình làm thôi. Mình làm hôm nay là một con diều sáo mà không có đuôi nha các bạn. Thì nó cũng giống như con diều bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ khác ở chỗ là mình sẽ làm cái bụng của nó to hơn bụng con diều bình thường chút xíu. Thì không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem con diều của mình đây nè. Mấy anh em mình sẽ thả con diều lên nha các bạn. Đây là một con diều sáo không có đuôi nha. Thì đúng ra là bình thường mình chỉ làm cái bụng nó tới khoảng này thôi nè, từ cánh trên xuống cánh dưới nằm khoảng này thôi. Nhưng mà vì đây là con diều không có đuôi cho nên mình làm cái bụng của nó to hơn. Mình cột dây lèo cũng lớn hơn nè các bạn. Cái lèo con trên cũng các bạn thấy lớn hơn bình thường rất là nhiều luôn, thấy không? Bây giờ mình sẽ nhờ Phát nó cầm diều cho mình nha. Sẵn đang có gió nè. Rồi đi Phát đang ơi. Gì? Gì lép. Nó bị lộn đầu. Lên luôn các bạn ơi. Lần đầu tiên làm nha. Đó, kìa chuẩn bị chuối kìa. Kìa dây tay sao nó hơi khó hơn gì bình thường. Chắc đại nó không có cái đuôi quá. À, đang bay trên các bạn thấy không? Mình làm nhiều hôm nay hết ni lông, mình làm cái ni lông màu trắng hơi khó thấy. Nó hơi khó bay chút xíu bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn lên thẳng được nha. Lúc nãy là mình canh lèo giữa luôn các bạn. Di quay lên cho các bạn xem gì. Đó, đang có gió vậy, nhiều mình đang lên nha các bạn. Đó, ê, sao mà nó lên rồi nó bị cụp rồi ta. Lên lại. Chưa sao. Lên lại các bạn ơi. Thấy không hiểu sao con diều này nó bị dễ bị nhào đầu quá bạn ơi. Lúc nãy nó nhào nó muốn gớt luôn á, bây giờ mình đã cho nó lên lại rồi. Đó bạn thấy gì mình đang bay nha, mình cho thêm nè. Đó bạn camera ơi, bạn camera thấy con diều mà nó lên cao chưa? Hình như nó lên cao rồi là con diều mình nó đậm hơn các bạn ơi. Đó, lên rất là cao rồi nha. Quá ngon luôn. Cứ ra thả thử không? Đâu trơn rồi. Sẽ thả thử không? Giờ chút xíu nữa mình ổn định chút xíu lại mình sẽ cho camera mình nó thả nha các bạn, giờ mình quay cho nó nha, cho nó thử cảm giác của nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình đã đưa cho con diều thả con diều các bạn ơi. Và nó đang gặp khó khăn các bạn. Nghỉ. Ôi trời ơi, nặng quá gì, phụ dê nặng quá. Ôi các bạn ơi, con diều này nó rất là nặng luôn các bạn, nó không có đuôi mà. Rồi, cho mấy đứa nó thử rồi. Rồi, sau khi thằng Duy nó thả thử con diều, bạn nó cũng cố gắng rất là nhiều. Và cuối cùng con diều của mình nó đã ra ở ngoài cái bụi kia, các bạn thấy không, nó nằm trắng trắng ngoài kia kìa.
nó dễ bị lộn cái đầu lắm. Không hiểu sao con diều này nó bị dễ bị lộn cái đầu lắm các bạn. Có thể là do mình làm nhẹ đuôi hoặc là nặng đầu gì đó mình cũng không biết nữa. Tại thực sự đây là lần đầu tiên mình làm nó luôn, cho nên mình cảm thấy chưa có biết cái cách để mình xử lý mấy cái vụ như thế này. Thì bây giờ để mình lụm lên mình thả lại lần nữa nha các bạn. Mới vừa hạ cái lèo lớn xuống một tí xíu các bạn. Bây giờ mình sẽ thả lại nha. Nãy đường camera của mình nó hại quá, làm lũi nhiều luôn. Được rồi. Lùi thẳng lên. Giật ngầu luôn bạn ơi, con diều không có đuôi nha. Lên luôn con. Đừng có bị chúi đầu nữa coi. Đâu? Bạn ơi, mình biết lý do sao nó bị nhạo cái đầu các bạn. Do cái lèo mình nó hơi cao nha. Bây giờ mình đã hạ thấp cái lèo xuống tí, các bạn nhìn diều mình kìa. Quay camera ơi, quay diều camera ơi. Nó lên thẳng trừng luôn các bạn ơi. Gió chạy đâu vậy? Rồi xong luôn. Hết gió rồi chị ơi. Thôi các bạn ơi, không xong luôn rồi. Thả được hai cái thì trời bắt đầu hết gió. Mới vừa cuốn diều xuống thì có lại tí gió lại. Nhưng mà thôi anh em mình quyết định đi về các bạn ơi. Tại vì thả con diều này nó kiểu mà nó hơi nguy hiểm. Nó muốn chúi lúc nào chúi à. Cái này mà lần đầu tiên mình làm cho nên mình chưa có khắc phục được. Nhưng mà cái lần thứ hai mình chỉnh cái lèo á. Mình hạ cái lèo lớn này xuống một tí nè. Thì mình cảm thấy nó bay ok hơn nha các bạn. Nó đỡ bị kiểu mà nhạo đầu như thế này nè. Tại vì mình hạ xuống một tí rồi, mình hạ xuống đâu chắc khoảng 100 cm á. Thì ở đây là cái lèo mà mình cột nha. Nan thì mình vẫn vớt như diều sáo bình thường thôi. Đó. Rồi, tóm lại là hôm nay là một con diều này là thành công nha các bạn. Diều sáo không đuôi lần đầu tiên làm nha, nhưng mà bay về là ok, là thành công chứ gì. Rồi các bạn ơi, bây giờ trời cũng chiều rồi, cũng sắp tối rồi. Giờ mấy anh em mình về nha các bạn, mình đem con diều này về. Rồi các bạn có góp ý gì á thì cứ để lại bình luận cho mình nha. Rồi những ai xem video mà chưa đăng ký thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ mấy anh em mình nha các bạn. Cho mai mốt làm cho kênh YouTube về tắm sông nha. Nó tắm sông tối ngày luôn bạn ơi. Em nữa hả? Rồi thôi bây giờ mấy anh em mình về nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha. Chào tạm biệt nha.